Sách minh họa chi tiết về thủ ấn trong Phật giáo. Sách Thủ ấn đồ Hán văn. Thủ ấn tên chữ Phạn là Mata, tên chữ Tây Tạng là Phiatia, hay còn có những tên gọi khác như ấn khế ngày nay thường dùng để chỉ các tư thế kết lại giữa các ngón tay của hai tay khi tu luyện Phật giáo. Trong Phật giáo, thủ ấn để chỉ các bậc chư tôn Màn Đà La và để biểu thị tam muội nội chứng tự thân của các vị ấy, hoặc để ấn chứng bản thể của chư vị, tương ứng thâm nhập vào tam muội chư tôn là thân, ý và ngữ. Nhân đó, chư vị dùng các ngón tay kết thành mật ấn. Trong tam mật, thủ ấn thuộc về thân mật. Trong kinh điển mật giáo, chư tôn ở các tập hội Màn Đà La khác nhau, nhân duyên giáo pháp khác nhau, cùng kết thành các loại thủ ấn để giáo hóa chúng sinh. Tổng quát nguyên lý của thủ ấn được gọi là ấn mẫu. Trong quyển thứ 13, Đại Nhật Kinh Sớ từng giải thích về tính tổng quát về các ấn mẫu này, bao quát 12 loại hợp trưởng, chắp tay và 4 loại quyền, nắm tay. Trong phương pháp tu mật giáo, kẻ phàm phu do 3 nghiệp thân, ngữ, ý hợp thành, còn thân, ý, ngữ của chư tôn đã vào cõi tam mật. Kẻ phàm phu tuy chưa dứt hết phiền não nhưng nếu có thể nắm giữ giới chỉ được thủ ấn hay mật ấn của chư tôn, gắng tụng niệm những câu chú của chư tôn, quán tưởng chư tôn rất có thể sẽ nhận được gia trì tam mật của chư tôn để tương ứng với chư tôn. Cuốn sách nhỏ này giới thiệu một cách hệ thống các thủ ấn quan trọng của chư tôn và các thủ ấn áp dụng tu hành Phật Pháp. Chúng tôi cố gắng thuyết minh rõ về phương pháp kết ấn với các câu, chân ngôn, mật chú, phối hợp tương ứng để mong độc giả phần nào đó hiểu được bí mật có liên quan đến thủ ấn Phật giáo. Bản in lại theo nguyên gốc, chỉ còn vài bộ. Quý vị mua sách nhắn, tên sách, địa chỉ, điện thoại, họ tên người nhận để được chuyển sách miễn phí tận nhà. Kiểm tra sách ưng ý mới thanh toán.